Nhân dịp năm mới 2018, nghệ sĩ Quang Tèo xin chúc toàn thể quý vị khán giả trong cả nước cũng như là kiều bào nước ngoài một năm mới thật nhiều sức khỏe, niềm vui phơi phới nhé. Công danh thì tiến tới nhưng riêng chuyện gia đình thì không được cơi nới nha. Năm mới sắp đến và Lan Phương trước tiên là rất là vui bởi vì có bộ phim Cả Một Đời Ăn Oán đang phát để Phương có thể gặp gỡ với khán giả nhiều hơn và lâu hơn. Thì Phương xin được chúc cho khán giả năm mới thật là nhiều sức khỏe và gặp nhiều may mắn, hạnh phúc nữa. Và ai mà chưa có người nào yêu thì sẽ tìm được tình yêu giống như Phương tìm được trong năm vừa rồi. Hoặc là ai mà chưa có được cái gì thì mình sẽ có được cái điều đấy trong năm nay. Một năm mới đến rồi, Hà Ly xin gửi tới tất cả quý vị đang theo dõi truyền hình một lời kính chúc sức khỏe, một lời kính chúc năm mới an khang thịnh vượng. Sang một năm mới, Di Bích Khánh xin gửi lời chúc tới tất cả các quý vị khán giả xem truyền hình và các bạn một năm mới nhiều thành công, may mắn và có rất nhiều niềm vui trong cuộc sống. Nhân dịp đầu xuân năm mới, Thanh Hương xin kính chúc quý vị khán giả sức khỏe tràn đầy, gia đình hạnh phúc, nhà nhà sung túc, mừng đón xuân sang. Nhân dịp năm mới 2018, xin kính chúc quý khán giả bước sang năm mới hạnh phúc, sức khỏe, an khang và thịnh vượng. An khang thịnh vượng và nhất là xem thật nhiều phim Việt hơn nữa. Lời đầu tiên là Diễm cũng xin chúc quý vị khán giả sẽ có một năm mới thật dồi dào sức khỏe, gặp nhiều may mắn. Giang cũng xin được gửi tới tất cả quý vị khán giả một lời chúc sức khỏe, thành công, hạnh phúc và vạn sự như ý. Nhân dịp năm mới, Ngọc Trâm xin gửi lời chúc tới tất cả các quý vị khán giả một năm mới an khang, thịnh vượng, ấm no, hạnh phúc và trọn vẹn bên gia đình, người thân của mình.